Thì hôm nay là mình sẽ lên cho anh em một siêu phẩm luôn ha. Đó, cái phương pháp này thì đánh cái quản lý vốn là vít to hai tầng rất là êm luôn nghe các anh chị. Anh chị làm theo hướng dẫn của mình ha. Rồi, thì đầu tiên anh chị bấm vào chữ là quản lý phương pháp ha. Rồi, tên phương pháp á, thì mình sẽ ghi là ba đỏ ha, tại vì ba đây hôm nay là mình sẽ đánh chỉ một màu đỏ thôi. Rồi, điều kiện giao định thì mình để hết nè, gạch nè, thì ba chữ xào này ha. Rồi cho anh chị bấm thì chữ thêm ha, bấm vào chữ thêm. Thì mình cũng giải thích sơ sơ về cái cách đánh này ha. Đó, thì khi mà anh chị đánh cái phương pháp này á, thì khi mà anh chị bật phương pháp này lên á, đó, nếu như mà vô tình nó gặp một cái chen xanh đó thì nó sẽ không có giao lệnh nha các anh chị, nó sẽ không có giao lệnh. Điều kiện mà nó để giao lệnh á, thì nó sẽ ra một cái đỏ thì nó mới giao lệnh ha. Đó, mà khi mà nó đang đánh á, khi mà nó đang đánh mà gặp cái chen xanh á thì nó sẽ thua liên tiếp 3 lệnh thì nó sẽ ngừng lại ha, nó sẽ ngừng lại khi nào có một lệnh đỏ nó thì nó sẽ mới đánh ha. Đó, cho nên là khi gặp cái chen tăng dài mình cũng không có sợ với cái phương pháp này ha. Đó thì nó là như vậy. Rồi anh chị sẽ bây giờ mình sẽ tạo cấu hình ha. Chị bấm quản lý bot và ghi là ba đỏ cho mình ha. Rồi, quản lý vốn thì chị để vector 2 cho mình ha. Nếu như anh chị nào mà vốn lớn á, thì chị để như thế này, còn chị nào vốn nhỏ hơn á, thì chị sẽ sửa lại ha. Như mình sẽ đi cái quản lý vốn của mình là 17 lệnh 217 đô ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ dán cái quản lý vốn mình vô đây ha. Rồi, giao vào lệnh thì mình sẽ để là 19 số phong thủy ha. Rồi anh chị cần lưu ý thêm ha, nếu như đi quản lý vốn này thì anh chị nên chốt lãi là từ 10 đến 15 đô ha, 10 đến 15 đô. Đó, mà nếu như anh chị nào muốn để lâu dài hơn thì anh chị nên để dài cái số 0 phía trước ha. Đó, để cho mình né lót cho nó an toàn ha. Đó, trong cái video nào mình cũng khuyên anh chị nên để số 0 phía trước để mình né lót cho nó an toàn hơn ha. Đấy, thì anh chị nên để số 0 phía trước ha. Rồi anh chị bấm tiếp theo. Rồi sau đó anh chị bấm vào tính năng sử dụng và anh chị chọn là cái chỗ là phương pháp cá nhân ha. Rồi bây giờ là mình sẽ chọn cái phương pháp là ba đỏ lúc nãy mình tạo. Đây ba đỏ nè. Rồi sau đó anh chị bấm từ thêm cấu hình ha. Đấy, thì khi nào muốn chạy thì chị bật lên chạy thôi. Rồi, trước khi chạy cái phương pháp này á, mà anh chị nên ngó qua thị trường một chút xíu ha. Nếu như anh chị vào mà anh chị thấy nhiều cái nến xanh quá thì chị nên bỏ qua ha. Còn với cái thị trường như thế này á, thì anh chị vẫn bật được ha, vẫn bật được không sao cả. Đó, cái phương pháp mình là chỉ cần có hai cái lệnh đỏ liên tiếp là sẽ ăn ha, hai lệnh liên tiếp là nó sẽ